xong họ tu tịnh độ. Nhưng họ chỉ có tu về tịnh độ mà không học bất cứ loại kinh nào. Tu như vậy đúng không ạ? Con hay nghe sư bên Nguyên Thủy giảng pháp cũng hơn 2 năm, cũng biết một số giáo lý cơ bản. Vậy giờ con chọn một đề mục thiền để tu thì có cần trau dồi kiến thức Phật học thêm nữa không ạ? Thì thưa với quý vị đó, cái vấn đề mà chúng ta, nếu mà quý vị chỉ nghĩ đơn giản là chúng ta quy tam bảo xong rồi mình chọn một cái pháp môn tu nào đó mà chúng ta sống chết với cái pháp môn đó đó, mà không cần, không có học bất kỳ một cái giáo lý gì, không học bất kỳ một cái kinh tạng gì, thì phải nói là cái sự lựa chọn của chúng ta là một sự lựa chọn đầy bất trắc. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta không có nền tảng giáo lý đó, thì chúng ta đặt hoàn toàn niềm tin nơi người dạy. Nếu như người dạy, sư không nói riêng gì ở cái pháp môn tịnh độ hay bất kỳ pháp môn nào khác, mà sư đang nói về việc nếu mà quý vị đặt hoàn toàn niềm tin nơi người dạy đó, mà không có cái nền tảng giáo lý làm cơ sở đó, lấy cái gì quý vị xác định là vị đó dạy đúng? Lấy cái gì mà quý vị xác định là vị đó hướng dẫn quý vị cái phương pháp tu tập đưa đến sự giải thoát giác ngộ? Lấy cái gì để quý vị đảm bảo là vị đó không hướng dẫn quý vị một cái pháp môn tu hành sai lạc đưa quý vị xuống những khổ cảnh? Lấy cái gì để đảm bảo quý vị không đi theo một cái vị tà sư ác hữu chỉ nhìn quý vị như là những cái con chiên ngoan đạo, ngoan ngoãn tới cho giặt lông giặt sữa xong rồi về, chứ không có được một cái gì hữu ích? Làm sao để chúng ta biết? Làm sao chúng ta biết chúng ta đi tu đúng hay tu sai? Làm sao chúng ta biết là thầy chúng ta là một vị minh sư thiện hữu hay là một vị tà sư ác hữu nhưng mà chỉ có khả năng giỏi thuyết phục người khác? Làm sao để chúng ta biết được là con đường chúng ta đang đi đó là đúng đắn hay sai lầm? Để trả lời những câu hỏi đó, quý vị buộc lòng phải học giáo lý thôi. Bởi vì đó, một vị thầy dạy đúng, tu đúng thì đương nhiên vị đó có quyền nói rằng cái phương pháp tu tập của tôi hướng dẫn quý vị là một phương pháp tu tập đúng đắn. Nhưng mà một vị thầy dạy sai lầm bằng những cái yêu thích cá nhân hoặc bằng cái tấm lòng lợi dụng trục lợi để mà được một cái gì đó, thì vị đó cũng tuyên bố là tôi đang giảng dạy một cái phương pháp đúng đắn, chứ không có ai mà ngu dại gì nói là tôi đang dạy một cái phương pháp sai lầm hết trơn. Cho nên để chúng ta minh xác được là cái con đường chúng ta đang đi là con đường đúng đắn hay là con đường sai lầm, để chúng ta minh xác được vị thầy dạy chúng ta là vì đó dạy theo đúng giáo lý hay là vì đó đang dạy một cái phương pháp sai lệch. Để chúng ta minh xác được cái mục đích mà chúng ta đi đến là cái đích đến giải thoát hay là đích đến khổ đau, thì quý vị phải học giáo lý. Dù cho quý vị tu tập bất kỳ pháp môn nào đi chăng nữa, quý vị phải học giáo lý. Chỉ có giáo lý mới giúp cho quý vị trả lời được những câu hỏi đó. Còn bây giờ nếu như sư nói cái pháp môn này tu đúng, pháp môn kia tu sai, quý vị sẽ thắc mắc, quý vị sẽ nghi ngờ, quý vị sẽ đặt câu hỏi là sư nói như vậy sư dựa vào đâu, sư nói như vậy thì đúng hay sai đó. Nhưng mà sư dựa vào cái gì để mà sư bài xích hoặc là sư ủng hộ một vị thầy nào đó mà tôi có niềm tin hoặc tôi không có niềm tin? Cho nên quý vị phải học giáo lý ha. Thì khi mà quý vị học giáo lý đó, quý vị mới biết là quý vị tu đúng hay tu sai. Cho nên sư để cái câu hỏi đó, cái câu trả lời đó cho quý vị. Sư chỉ có một lời đề nghị, quý vị phải học giáo lý để tự quý vị có thể trả lời được câu hỏi đó cho chính mình đó. Rồi cái việc mà vị này nói là nghe giảng pháp hơn 2 năm và biết một số giáo lý cơ bản, thì xin thưa đó, cái 2 năm của người này nó không giống như 2 năm của người kia.
Có người đó 2 năm đủ cho họ học xong trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi. Nhưng có người đó họ học 2 năm họ chỉ biết được có mỗi cái chuyện là bố thí thì được phước thôi. Cho nên 2 năm này nó không giống 2 năm của người kia. Cái giáo lý cơ bản của người này không giống giáo lý cơ bản của người kia. Thành ra khi mà quý vị nói như thế đó, quý vị học được hơn 2 năm mà quý vị biết một số giáo lý cơ bản, sư cũng không biết là cái khả năng nhận thức của quý vị nó được như thế nào. Cho nên cái chuyện học giáo lý, xin thưa với quý vị đó, bản thân sư, sư vẫn phải tiếp tục học. Mặc dù sư ngồi ở đây sư hướng dẫn quý vị, nhưng mà sư vẫn phải tiếp tục học. Cái việc học đó, nó không bao giờ là thừa. Giáo lý càng biết nhiều càng có lợi, nó không bao giờ là thừa. Và xin thưa, ngay cả những cái vị mà giỏi, những cái vị pháp sư tài năng, những vị đó vẫn phải tiếp tục học. Những vị thiền sư, các vị đó vẫn cần phải học. Chỉ trừ khi những vị mà tu với cái xác định một là chứng, hai là chết, thì khi đó các vị đó mới không cần phải học ha. Đó, cho nên là sư trả lời chung là cái việc trau dồi kiến thức là cái chuyện nên làm, cần làm vì lợi ích cho chính bản thân quý vị.